một chuyện gì thế? Ơ cậu quên à? Bọn mình hôm nay hẹn nhau đi picnic mà. Thực sự hôm nay là ngày gì mà cậu đòi đi picnic? Ồ hay, hôm trước cậu phải hẹn tớ 6 giờ sáng đi picnic còn gì. Cậu nhớ à? Ấy chết, tớ quên béng mất. Thôi, tớ chưa chuẩn bị gì đâu. Hay là hôm khác bọn mình đi nhá. Ờ thôi không sao đâu, cậu lên tọa đồ lên tớ đợi được. Nhưng mà mẹ tớ đang ốm nên tớ phải ở nhà chăm mẹ. Thì thôi hôm nay cậu ở nhà chăm sóc mẹ đi. Lúc khác bọn mình đi được mà. Ồ, nhà sân chơi hả cháu? Hôm nay cháu cũng ăn cơm nhá. Một nồi cơm xong rồi. Sao cậu bảo mẹ cậu ốm? Chắc là tớ nhầm ấy mà. Thế đợi tớ để tớ chuẩn bị xong rồi bọn mình đi luôn nhá. Đây phải thế chứ. Ôi trời ơi, thôi xong rồi. Tớ quên mất. Lại có chuyện gì? Chiều nay á, tớ phải học thêm môn toán. Thầy khó tính nên là tớ nghĩ tớ không nghỉ được đâu. Ui giời ơi, tưởng gì, tớ không phải lo. Thầy toán là ông tớ mà, tớ xin cho cậu nghỉ rồi. Hả? Thế đi thôi, chần chừ gì nữa. Nhưng mà em trai tớ sắp thi, tớ phải ở nhà dạy em trai tớ học nữa. Thật ra tớ không muốn nó đi vào vết xe đổ của tớ. Tớ muốn nó có một tương lai sáng lạ. Nên tớ quyết tâm không đi chơi, ở nhà dạy em học bài. Chuyện này tớ lo được, tớ rủ cả em cậu đi để tớ tỏ cậu kèm nó học rồi. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Hai cậu không thích đi cùng tớ, cậu lấy lý do đúng không? Ê, cậu đừng hiểu nhầm. Thật ra tớ đang luyện tập đồ long đao để có đi thi đạt giải 2 triệu. Thế thì bọn mình phải ở nhà luyện tập đồ long đao, xem ai là người khỏe nhất đi. Nhiều vào đầu đậu rồi
ở cái này đây. Mình ăn chân gà nha. Ông mê chân gà. Đây là thành quả những người chiến thắng. Vòng số 2 bẻ theo số lượng nha các bạn. Mỗi người sẽ 10 cái 20 cân này. Cái là sẽ vào vòng tiếp theo này. Cô đây, cô đây.
đều xương luôn các bạn. Nè. Mình như thế cả hai cái bắp tay này luôn rồi. Thế chưa thì được các bạn ơi, đây là đồ đau đau 100 cân. Chỉ cần một cái thôi là sẽ được thưởng một ngày một quả ô mai nha các bạn. Tổ ô mai siêu to luôn. Nhiều lắm các bạn ơi. Mình tin là như thế nào sẽ làm được. Các bạn hãy bấm like và comment phía dưới để cổ vũ nhặt nhăn nhó nha.